Rồi, xin chào tất cả các anh em đang quay lại kênh YouTube của mình. Thì ở video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em về cái sơ đồ mạch điện điều khiển bộ chấp hành bộ điều khiển chuyển tầng nhanh chậm xe đầu kéo Dell Nevus 2014-2015 dùng hộp số T14S10. Là hộp số này thì mình cũng đã làm về cái sơ đồ cấu tạo và những thành phần của hộp số này rồi. Các anh em hãy đón xem cái video đó. Còn ở video lần này thì mình chỉ hướng dẫn về cho tất cả các anh em về cái sơ đồ mạch điện cơ bản để từ đó các anh em mình có thể sửa chữa và có thể là biết được cái sơ đồ và chúng ta có thể đánh được những cái ban trên cái bộ chuyển tầng nhanh chậm này. Các anh em mình xem video thấy hay thì bấm like, subscribe ủng hộ kênh giúp mình. Và trong video lần này thì mình cũng truyền đạt tới những cái khả năng nào dẫn đến hư hỏng để cho tất cả các anh em mình có thể biết được, xử lý được ha. Và mình có bán một số vật tư của cái dòng xe tải Dell Nevus này, thì các anh em cần thì hãy liên hệ với bên mình ha, 0389898100, mình sẽ báo giá cho tất cả anh em. Thì đây là cái sơ đồ mạch điện để mình cho các anh em mình xem qua ha. Đấy, các anh em mình xem qua cái sơ đồ mạch điện này ha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho tất cả anh em về cái cấu tạo trước, những cái thành phần của cái mạch điện này nó như thế nào ha. Mình muốn truyền đạt cho tất cả anh em đó là cái sơ đồ điều khiển trên cái xe đầu kéo Dell Nevus 2014-2015 mà dùng cái hộp số T14S10 ha. Trên này nó có sơ đồ này, nó áp dụng cho hộp số ZF và hộp số T14S10, thì mình chỉ thực hiện trong cái T14S10 này thôi ha. Đó. Còn video lần sau thì mình sẽ thực hiện trên cái dòng xe mà sử dụng hộp số ZF, thì các anh em mình hãy đón xem ha. Thì thành phần đầu tiên đó là cái cầu chì số 13 ha. Đấy, cầu chì số 13 nó sẽ đi qua bên đây. Từ cái chân 15 này, cái này là cái đường dây điện 15V ha, cái đường dây điện dương. Đấy, thì nó qua cái cầu chì F13. Trên hộp cầu chì chúng ta tìm cái hộp mà nó có chữ F13 thì đó là cái cầu chì 10A. Đó. Rồi, sau đó thì nó sẽ đi qua công tắc trung gian. Đây, dòng điện nó sẽ đi qua tới công tắc trung gian, công tắc ở dưới chân màn đọc ly hợp của chúng ta đó. Đó là đây, mình đang cầm trên tay, đó là cái công tắc này ha. Thì công tắc này này nó có hai đầu dắt ha. Đây, nó có hai đầu. Và khi mà chúng ta đọc ly hợp á thì cái bần đọc ly hợp á nó sẽ tùy vào đây. Đây, nó sẽ nhắn vào đây để nó thông mạch ha. Tương ứng với trên hình đây là khi mà chúng ta đọc thì nó sẽ nối thông mạch. Thì sau khi điện dương nối thông mạch với chân bần đọc ly hợp rồi thì bắt đầu nó sẽ thông qua đây ha. Đi thông qua đây. Đây, các anh em mình xuống. Đây, nguyên cái hộp này. Từ đây các anh em mình hãy nhớ, nguyên cái hộp này được gọi là cái tay cầm số đó các anh em. Đây, cái tay cầm số nó là đây này. Nó sẽ đi vào cái tay cầm số. Đây. Đây là những vật tư mình mới hết đây nha. Đây, tay cầm số có 3 chân này các anh em. Đấy, có 3 chân ha. Đó, 3 chân. Thì trên này nó cũng có 3 chân này. Điện dương vào đây này. À đây, các anh em mình hãy để ý con trỏ chuột của mình ha. Đây. Đấy. Sau đó là nó tách ra hai tầng hai bên là cái công tắc này, này nó có tác dụng là bấm slip, bấm low hoặc là high ha. Bấm high thì nó nằm ở nắp tay ha, nắp tay như này, còn low là bấm xuống dưới. Đây thì tương ứng trên sơ đồ nó sẽ là low và high, được chưa? Đấy, khi chúng ta chuyển qua tầng low ha thì nó sẽ xuống, nó điều khiển một cái cuộn solenoid. Cuộn solenoid chính là đây. Đây, cái cuộn này nó xuống, nó điều khiển cái cuộn này ha. Thì khi mà nó mở điện solenoid thì hơi nó sẽ truyền ha, nó sẽ truyền, và hơi đó nó sẽ truyền đến cái bộ piston chuyển tầng nhanh chậm này, bộ chấp hành này ha. Đấy, bộ chấp hành này thì cái đường ấm nó vào đây này các anh em. Đây, cái lỗ này và lỗ bên này ha. Đây, lỗ này này, lỗ này và lỗ bên này ha. Đó, thì đối với tầng nhanh thì nó sẽ là lỗ này để cho cái piston chúng ta phi ra ha. Đó. Còn đối với tầng chậm thì nó sẽ vào cái lỗ bên này để piston chúng ta thu lại, thì cái piston bộ tốc chấp hành này nó sẽ thu đi thu lại như thế này. Đó. Nó hoạt động như vậy. Thì cái bộ solenoid này nó có điện rồi thì nó sẽ đưa về mát, thì cái cuộn solenoid này sẽ hút và nó sẽ mở cái lượng khí nén cho qua, và lượng khí nén đó sẽ đi vào bần chấp hành này ha. Cái bộ này là bộ piston chuyển tầng nhanh chậm, thì bộ này là bộ chấp hành nằm ở bên hông hộp số ha. Nó nằm ở bên hông hộp số bên phụ, và khi mà chúng ta cấp hơi vào thì nó sẽ có tác dụng là nó sẽ chuyển tầng ha. Đấy,
Còn đối với khi mà chúng ta chuyển qua tầng nhanh là hai, qua nút 2 này, chúng ta bấm qua công tắc qua nút 2 ở nắp tên, nắp tên chữ 2 này, thì nó sẽ đưa điện xuống từ điện dương nó đi xuống đây và nó đi vào solenoid. Solenoid dập về mát dưới chân này, chân 31 này nha anh em, chân 31 là chân mát ha. Thì nó dập về mát thì solenoid sẽ mở điện, solenoid này nó sẽ mở điện. Mở điện thì nó sẽ có cho hơi nó đi qua, hơi khí nén nó đi qua từ cái bộ bi tâm chuyển tầng này, và bộ bi tâm chuyển tầng này nó sẽ chuyển qua tầng nhanh, trường hợp số chúng ta sẽ chuyển qua tầng nhanh. Đồng thời các anh em mình hãy thấy cái gạch đứt gạch này này, nó sẽ chuyển tới cái con cảm biến slip nằm trên hộp số đấy, thì con cảm biến slip này này nó sẽ tiếp điểm lại, nó sẽ nối từ cái cặp số F16 qua cầu chì 10A và nó đi qua cái cảm biến slip này và nó đi về cái đèn đồng hồ trên tắp lô, thì nó sẽ làm cho cái đèn trên tắp lô chúng ta sáng lên cái chữ slip. Đó là khi mà chúng ta bật qua tầng nhanh ha, tầng 2 này thì nó sẽ sáng cái đèn slip này lên. Đó, đó là toàn bộ sơ đồ của cái hệ thống chuyển tầng nhanh chậm trên hộp số T14S10 ha. Thì để mình nói lại cho anh em mình xem ha. Điện dương từ dây số 15B này này đi qua cái cầu chì F13 10A và đi xuống công tắc hành trình. Đây, công tắc hành trình chân bằng đập ly hợp, thì lái xe người ta sẽ đập chân ly hợp và người ta sẽ chuyển tầng mới chuyển tầng được. Không đập chân ly hợp không chuyển tầng được ha. Thì bắt đầu điện nó bắt đầu đi xuống, đi xuống qua cái tay cần số này ha. Tay cần số nó sẽ chia làm hai ngã. Các anh em mình muốn chọn ngã nào thì chúng ta chọn ha. 2 thì nó sẽ đi vào cái solenoid 2 ha, đây. Và đi vào mát thì nó sẽ mở khí nén ra để điều khiển cái bộ chấp hành này. Và khi mà chúng ta chuyển qua low thì nó sẽ đi vào cái solenoid low và nó sẽ mở khí nén để nó điều khiển chấp hành cái bộ này ha. Đấy. Và ở chế độ 2 á thì nó sẽ làm tác động lên cái con cảm biến này để cho cái đèn trên tắp lô, đèn slip trên tắp lô nó sáng lên thông qua cầu chì số 16F16 ha. Rồi, đó là coi như là toàn bộ cái hệ thống điện của cái bộ chuyển tầng nhanh chậm trên cái xe đầu kéo DL Nervus mà dùng hộp số T14S10 ha. Còn ở video lần sau mình sẽ thực hiện cho tất cả các anh em mình biết được là cái hộp số ZF nó điều khiển như thế nào ha. Thì nó cũng tương tự như nhau thôi, nhưng mà nó có thêm những cái phần rườm rà thêm, ví dụ như bên này đó vậy đó, và rùa thỏ này nữa này đấy ha. Rồi thì cái đó video đó mình sẽ nói tiếp. Bây giờ nội dung thứ hai mình muốn chia sẻ cho tới tất cả các anh em, đó là những cái khả năng hư hỏng nào dẫn đến là xe chúng ta bị hư hỏng cái bộ chuyển đổi tầng nhanh chậm ha. Thì cái bộ tầng nhanh chậm này này, khi các anh em mình mà bị hư á, hư hộp số thì chúng ta không nói rồi, mà những hư điện mà chúng ta không xử lý được á thì nó cũng rất là dở hơi ha. Thì điều đầu tiên mà các anh em lái xe mình lưu ý khi mà chúng ta chuyển tầng nhanh chậm mà không được á, thì chúng ta hãy lưu ý cái cầu chì số 13 F13 này ha. Cầu chì đứt cầu chì là có nghĩa là các bạn đầu tiên là đứt cầu chì, mà đứt cầu chì có nghĩa rằng là chúng ta không chuyển tầng được. Mà đứt cầu chì thì có khả năng là dây chúng ta chậm về mát, hoặc là những cái cuộn solenoid này nó đang bị chập, nó đưa về mát rồi thì nó sẽ bị cháy cầu chì ha. Đó, đó là những cái bệnh đầu tiên là đứt cầu chì. Mà đứt cầu chì thì các anh em hãy xem là nó bị nguyên nhân gì nó đứt cầu chì ha. Đó. Cái bệnh thứ hai nữa là cho dù cầu chì chúng ta ok rồi, công tắc hành trình này này, công tắc dưới chân ly hợp á mà nó bị hỏng này này, thì nó vẫn không đưa điện qua ha, không đưa điện tới tay nắm cần số được. Đây là tay nắm cần số này. Hoặc là những cái dây điện từ cái công tắc hành trình này đã đưa qua rồi, nhưng mà dây điện này bị đứt này, dây điện này bị đứt không đưa đến tới cái cần nắm được thì vẫn không có điện đấy. Cái bệnh tiếp theo nữa là cái tay nắm cần số này nó cũng rất là thường hay hỏng, nó hỏng ngay cái công tắc này, nó không phải hư nguyên cụm này đâu, nó hỏng ngay công tắc này, không phải là cái công tắc cơ đâu, mà công tắc này nó là dẫn công tắc tự tính đó. Công tắc tự tính ha, nó cũng rất là bền, nó bền lắm, nhưng mà nó cũng thường hay bị hư ha. Đấy, thì
cái đó là hỏng cái cần số rồi ha. Rồi tiếp theo là nó sẽ hỏng cái bộ solenoid này. Đấy, từ đoạn cần số này đi xuống tới solenoid này là cả một cái dây điện dài, cả hai dắt dây điện này, dắt C302 và dắt 204 này, cả một cái đường dây điện như vậy. Cho nên mình hãy lưu ý những cái khu vực này ha, những cái giác này nếu mà bị đứt là có nghĩa là không đi xuống được solenoid đó, vậy thôi. Đấy, mà solenoid là nguyên cục như thế này, và cái cục này thì chúng ta không thể sửa chữa ha. Cục này nếu mà nguyên rim của nó là như thế này, đấy, cục này là cục rim của xe đó, và nó bị hư á thì chúng ta chỉ có thay mới ha. Đó, thay mới thì cái điện trở của nó ha, các anh em mình đối với cái loại này các anh em mình hãy đo điện trở ha. Và cái tiếp theo là nó có bị xì hơi hay không, cái lớp B bên trong này này, cái mạc lầm kính nó có bị hư hay không thôi. Từ cái solenoid này đi về mát thì nếu mà chúng ta mà không có mát thì cái solenoid này vẫn không làm việc được, cho nên các anh em mình hãy cẩn thận vấn đề đó ha. Rồi bây giờ tới cái bệnh tiếp theo nữa, đó là khi mà chúng ta chuyển tăng rồi, hộp số chúng ta dưới nó nhảy rồi, nhảy cạch cạch rồi, nhưng mà cái đèn slip này vẫn không sáng. Đây, đèn slip này không sáng. Đèn slip này không sáng thì có hai nguyên nhân. Một là bị đứt cái cầu chì F16, nó bị đứt cầu chì này thì nó vẫn không có điện dương đi xuống để nó dập về mát của đồng hồ. Nhưng đây là cái đèn slip này không sáng, được chưa? Cái thứ hai nữa là cái cổng biến chuyển tăng nhanh chậm á, cổng biến slip nó nằm trên hộp số á, thì nó đang bị hỏng. Nó hỏng rồi thì nó không cho điện đi qua thì cái đèn slip này nó sẽ không sáng. Được chưa? Đó. Đó là coi như mình thống kê xa đó là 6 cái bệnh liên quan tới về điện của cái hộp số này. Anh em nào cần cái bộ tài liệu này thì hãy liên hệ với bên mình luôn ha. 0389898100 cho miễn phí ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau. Các anh em mình xem video thấy hay thì bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình ha. Và anh em nào cần phụ tùng vật tư, ví dụ như con cảm biến hành trình này, tay nắm cần số này, vân solenoid chuyển tăng nhanh chậm này, bộ chấp hành nhanh chậm này, à, thì hãy liên hệ với bên mình luôn ha. Số điện thoại của mình có Zalo, và các anh em cần thì tư vấn gì thì cũng liên hệ với mình nếu mình rảnh mình sẽ tư vấn cho tất cả các anh em. Rồi, xin chào.